Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đặt câu hỏi về sự tồn tại của Ukraine khi bình luận về đề xuất khí đốt giữa Kiev và Washington. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trên Telegram về đề nghị của Ukraine rằng Mỹ sẽ hỗ trợ họ nhập khẩu năng lượng trong mùa đông này với điều kiện cho phép Kiev hoãn thanh toán trong 2 năm. Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống và Thủ tướng Nga viết, chỉ có một câu hỏi thôi, ai dám nói rằng trong 2 năm nữa Ukraine vẫn còn tồn tại trên bản đồ thế giới? Ukraine hiện chưa bình luận về phát biểu này của ông Medvedev. Bình luận được ông Medvedev đưa ra trong bối cảnh giới chức Ukraine đang chạy đua với thời gian để đảm bảo nguồn ngân sách nhập khẩu khí đốt sưởi ấm cho các hộ gia đình và cung cấp năng lượng cho doanh nghiệp trong mùa đông tới. Các giám đốc doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Ukraine đang thuyết phục Mỹ và châu Âu về loạt giải pháp tiềm năng để đảm bảo nguồn cung khí đốt trong mùa đông. Một trong những đề xuất được Kiev đưa ra là Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 6 tỷ mét khối khí tự nhiên hóa lỏng, giao tới các nước châu Âu và vận chuyển bằng đường ống đến Ukraine. Ukraine sẽ trả nợ cho Mỹ trong 2 năm khi sản lượng khai thác khí đốt trong nước được đẩy mạnh. Ông Medvedev hôm 14 tháng 6 cũng đăng bài trên Telegram nói rằng các nước không thân thiện sẽ tiếp tục tìm cách hủy hoại nền kinh tế Nga. Ông viết, họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với chúng ta hết lần này đến lần khác, trục xuất Nga khỏi các tổ chức khác nhau bằng những lý do ngụy biện. Tình báo Anh nhận định Nga sẽ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất đủ vũ khí để duy trì lâu dài chiến dịch quân sự ở Ukraine. Quân đội Ukraine cố thủ dưới hầm ngầm tại Severodonetsk có thể buộc Nga bao vây dài hạn, không thể điều quân đến nơi khác. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo công bố ngày 15 tháng 6, sau hơn một tháng giao tranh dữ dội, lực lượng Nga đang kiểm soát phần lớn Severodonetsk. Chiến thuật tác chiến đô thị của Nga, vốn dựa nhiều vào hỏa lực pháo binh, đã gây thiệt hại lớn khắp thành phố. Giới chức Anh cho biết nhiều đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine cùng hàng trăm dân thường đang trú ẩn trong các hầm ngầm bên dưới nhà máy hóa chất Azov. Báo cáo có đoạn, lực lượng Nga có thể bị cầm chân xung quanh nhà máy Azov trong lúc binh sĩ Ukraine cố thủ dưới hầm ngầm. Điều này sẽ tạm ngăn cản Nga điều động các đơn vị ở khu vực này tới thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở mặt trận khác. Severodonetsk là một trong những chốt chặn cuối cùng của lực lượng Ukraine ở tỉnh miền đông Lugansk. Kiểm soát được Severodonetsk sẽ giúp Nga có bàn đạp để tấn công thành phố Lysychansk ở bên kia sông, cũng như đảm bảo kiểm soát toàn bộ vùng Lugansk. Một khi làm được điều này, Nga có thể dồn lực lượng tiến xuống tây nam Donetsk và hoàn thành mục tiêu giải phóng Donbass. Tỉnh trưởng Lugansk Sergei Heyday hôm 13 tháng 6 cho biết lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 70% thành phố và pháo kích dữ dội vào nhà máy hóa chất Azov. Chính quyền Ukraine cho hay hơn 500 dân thường đang ẩn náu bên trong nhà máy Azov, thêm rằng rất khó để hỗ trợ họ, nhưng vẫn có một số nguồn dự trữ bên trong cơ sở. Giới chức Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ước tính khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine có thể đang cố thủ tại Azov. Quân đội Nga thông báo sẽ lập hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường từ nhà máy Azov tới thành phố Svatovo do phe ly khai kiểm soát trong ngày 15 tháng 6. Bộ Quốc phòng Nga cũng kêu gọi binh sĩ Ukraine cố thủ tại đây hạ vũ khí để tránh lặp lại kịch bản ở nhà máy thép Azovstal tại Mariupol, cam kết sẽ bảo đảm tính mạng cho những binh sĩ đầu hàng. Tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, dựa trên nguyên tắc nhân đạo, lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk sẵn sàng thực hiện chiến dịch sơ tán dân thường ở thành phố miền đông Severodonetsk. Theo đó, hành lang nhân đạo sẽ được mở về hướng Bắc tới thành phố Svatovo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng từ 8 đến 20 giờ ngày 15 tháng 6 theo giờ Moscow, tức 12 giờ ngày 15 tháng 6 đến 0 giờ ngày 16 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Tướng Mizintsev cho biết phía Ukraine trước đó đề xuất thiết lập hành lang nhân đạo nhằm sơ tán dân thường từ nhà máy hóa chất Azov ở Severodonetsk tới thành phố Lysychansk bên kia sông Seversky Donetsk. Ông cho hay, chính quyền Ukraine hôm 13 tháng 6 đã ra lệnh đánh sập cây cầu cuối cùng vượt sông Siversky Donetsk sang Lysychansk nhằm ngăn các đơn vị dân quân phòng vệ lãnh thổ rút lui. Điều đó khiến hoạt động sơ tán an toàn không thể diễn ra tại hướng này. Tướng Mizintsev kêu gọi những tay súng thuộc các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc và lính tình nguyện nước ngoài ngừng mọi hành động giao tranh và để dân thường rời nhà máy Azov theo hành lang do Nga thiết lập. Ông cũng kêu gọi lực lượng cố thủ tại đây hạ vũ khí, cam kết Nga sẽ bảo đảm tính mạng cho những binh sĩ đầu hàng và tuân thủ Công ước Geneva về đối xử với tù binh. Quan chức quốc phòng Nga cho biết, thông báo này đã được chuyển đến Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk qua các kênh liên lạc giữa hai nước. Giới chức Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Kiev trước đó cho biết
hơn 500 dân thường đang ẩn náu bên trong nhà máy Azot, nói thêm rằng rất khó để hỗ trợ họ nhưng vẫn có một số nguồn dự trữ bên trong cơ sở. Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng ước tính khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine có thể đang cố thủ tại Azot. Severodonetsk là một trong những chốt chặn cuối cùng của lực lượng Ukraine ở tỉnh Lugansk. Kiểm soát được Severodonetsk sẽ giúp Nga có bàn đạp để tấn công thành phố Lysychansk ở bên kia sông, cũng như đảm bảo kiểm soát toàn bộ vùng Lugansk. Một khi giành được Lugansk, Nga có thể dồn lực lượng tiến xuống tây nam Donetsk và hoàn thành mục tiêu giải phóng Donbass. Tỉnh trưởng Lugansk Sergei Heyday hôm 13 tháng 6 cho biết lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 70% thành phố và pháo kích dữ dội vào nhà máy hóa chất Azot. Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở thành phố Severodonetsk và tỉnh Kharkov, khiến quân đội nước này tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề. Không có chuyển biến lớn nào trong trận chiến ở Donbass 24 giờ qua. Giao tranh xảy ra ác liệt tại Severodonetsk và các vùng lân cận. Thật không may là chúng ta đang phải chịu nhiều thương vong và những tổn thất đó là rất đau đớn. Nhưng chúng ta phải kiên cường. Đây là tổ quốc của chúng ta. Chúng ta phải giữ vững phòng tuyến ở Donbass. Đối phương càng chịu nhiều thiệt hại ở khu vực này thì sẽ càng ít năng lực để tiếp tục hoạt động quân sự. Do đó, diễn biến ở Donbass là chìa khóa để xác định bên nào sẽ nắm ưu thế trong những tuần tới. Chúng ta cũng chịu những mất mát đau thương ở Kharkov, nơi lực lượng Nga đang cố gắng củng cố vị thế. Chúng ta vẫn phải chiến đấu hết mình để bảo vệ an ninh hoàn toàn cho Kharkov và khu vực. Chúng ta sẽ tiếp tục gây áp lực lên mặt trận phía Nam. Mục tiêu trước mắt là giải phóng Kherson và chúng ta sẽ từng bước thực hiện mục tiêu đó. Cũng trong bài phát biểu trên, Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước phương Tây cung cấp cho Kiev các loại vũ khí phòng thủ tên lửa hiện đại trong bối cảnh Nga tăng cường áp lực lên khu vực Donbass với các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình. Hiện nay, hệ thống phòng không của chúng tôi đã có thể bắn hạ các tên lửa Nga. Tuy nhiên, đây chỉ là thiểu số. Nhiều khu vực vẫn đang chịu thiệt hại nặng nề bởi tên lửa của Nga. Hôm nay, khu vực Lviv và Ternopil đã bị tấn công. Chúng tôi một lần nữa nhắc lại với các đối tác rằng Ukraine cần các vũ khí phòng thủ tên lửa hiện đại. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị được cung cấp các loại vũ khí này. Việc trì hoãn của họ là không thể biện minh. Tôi sẽ tiếp tục nhắc lại yêu cầu này trong các cuộc gặp mặt đối tác. Chúng tôi đã đưa ra yêu cầu về các hệ thống phòng thủ tên lửa từ lâu rồi, từ trước khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sẽ có nhiều cuộc đàm phán quan trọng trong tuần này, và không chỉ với các chính trị gia châu Âu, những nước có thể cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại cho Ukraine. Trong một bài phát biểu hồi tháng 3 năm 2022, ông Zelensky tuyên bố Ukraine cần các hệ thống phòng thủ tên lửa và sẵn sàng trả tiền nếu được cung cấp. Cuối tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ không xác nhận thông tin về việc chuyển hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất cho Ukraine trong gói hỗ trợ 40 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Hồi tháng 9 năm 2021, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết Kiev có thể có được hệ thống phòng không vòm sắt của Israel. Tuy nhiên, Nhà Trắng không xác nhận thông tin này. Đầu tháng này, Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgeny Konechak nói rằng Ukraine có thể sẽ mua hệ thống vòm sắt của Israel.